Các bạn sinh viên mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 11 sách cánh diều chương 3 giới hạn hàm số liên tục. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số liên tục. Trong video hôm nay chúng ta học bài 1 giới hạn của dãy số. Phần khởi động. Zenon sinh năm 496, mất năm 429 trước Công nguyên, là một triết gia Hy Lạp ở thành phố Edessa, đã phát biểu nghịch lý như sau. Asin là một lực sĩ trong thần thoại Hy Lạp, người được mệnh danh là có đôi chân chạy nhanh như gió, đuổi theo một con rùa trên một đường thẳng. Nếu lúc xuất phát, rùa ở điểm A1 cách Asin một khoảng bằng A khác không. Khi Asin chạy đến vị trí rùa xuất phát thì rùa chạy về phía trước một khoảng như hình 1. Quá trình này tiếp tục vô hạn, vì thế Asin không bao giờ đuổi kịp rùa. Rồi các em biết là Asin chạy với vận tốc rất là lớn, còn rùa thì chạy với vận tốc rất là bé. Như vậy, thời gian chạy mà càng tăng lên thì khoảng cách giữa Asin và rùa ngày càng được rút ngắn lại, có nghĩa là cái khoảng cách này ngày càng tiến về không. Thời gian càng tăng lên thì khoảng cách giữa Asin và rùa càng tiến về không. Do đó, trên thực tế thì Asin không đuổi kịp rùa là vô lý. Vậy kiến thức toán học nào có thể giải thích được nghịch lý nói trên là không đúng? Rồi chúng ta biết là thời gian chạy càng tăng lên thì khoảng cách giữa Asin và rùa càng tiến về không. Đây chính là kiến thức giới hạn của dãy số. Chúng ta sẽ dùng kiến thức này để giải thích nghịch lý Zenon nói trên là không đúng. Cụ thể chúng ta vào phần nội dung chính của bài. Một La Mã, giới hạn hữu hạn của dãy số. Một định nghĩa, phần hoạt động 1. Hình 2, biểu diễn các số hạng của dãy số UN với UN bằng 1 phần N trên hệ trục tọa độ. Rồi các em quan sát. Trục ngang là các giá trị của N, trục đứng là các giá trị của UN. Khi các em cho N bằng 1 thì UN cũng bằng 1. N bằng 1, UN bằng 1. Các em cho N bằng 2 thì UN bằng 1 phần 2. N bằng 2, UN bằng 1 phần 2 tức là bằng 0,5. Tương tự như vậy, các em cho N bằng 3, N bằng 4, N bằng 5, N bằng 6, vân vân, thì chúng ta sẽ tìm được các giá trị của UN tương ứng. Chúng ta có nhận xét khi n càng tăng, tức là n tăng dần thì un cũng giảm dần và có xu hướng tiến về không, tiến về giá trị thấp nhất có thể, tức là tiến về không. Chúng ta hiểu n tiến về dương vô cực, n ngày càng tăng tức là tiến về phía dương vô cực thì un càng tiến về không, có nghĩa là khoảng cách của UN đến không ngày càng bé đi, tức là ngày càng ngắn lại. Nhận xét về sự thay đổi các giá trị UN khi N ngày càng lớn. Ta thấy là khi N ngày càng lớn thì giá trị UN càng giảm dần về không, có nghĩa là khi n tiến về dương vô cực thì khoảng cách từ un đến không ngày càng nhỏ đi, tức là cái khoảng cách này ngày càng ngắn lại. Hay nói cách khác là n tiến về phía dương vô cực thì un tiến về không. B. Hoàn thành bảng và trả lời câu hỏi sau. N bằng 1.000
thì giá trị tuyệt đối của UN trừ 0 bằng 0,001. Ở đây chúng ta dùng giá trị tuyệt đối của UN trừ 0 thì các em hiểu là đây là khoảng cách từ UN đến 0. Rồi. Các em chỉ việc thay thay N bằng 1000 vào đây thì ta có UN bằng 1/1000, tức là bằng 0,001. Còn nếu N bằng 1001 thì ta có UN bằng 1/1001, và chúng ta tính được xấp xỉ là 0,00099 chấm chấm chấm. Tức là cái giá trị này này nó nhỏ hơn 0,001. Rồi, cứ như vậy cho đến N bằng 10.000, tức là N ngày càng tăng này. Khi N tăng đến 10.000 thì UN sẽ bằng 1/10.000 và bằng 0,0001. Tiếp theo là N tăng đến 10.001 thì UN bằng 1/10.001, và chúng ta tính được nó xấp xỉ là 0,00099 chấm chấm chấm. Rồi cứ như vậy, khi N tiến đến dương vô cực thì UN sẽ tiến đến 0. Được chưa? Rồi, kể từ số hạng UN nào của dãy số thì khoảng cách từ UN đến 0 nhỏ hơn 0,001. Nhỏ hơn 0,0001. Nhỏ hơn 0,001 là từ cái số này trở đi này. Từ số này trở đi, tức là kể từ số hạng U1001 trở đi thì khoảng cách từ UN tới 0 nhỏ hơn 0,001. Tương tự, kể từ số hạng U10001 trở đi thì khoảng cách từ UN tới 0 nhỏ hơn 0,0001. Rồi, qua ví dụ này thì chúng ta có nhận xét là N ngày càng tăng thì khoảng cách từ UN đến 0 ngày càng ngắn lại. Có nghĩa là N tiến về phía dương vô cực thì UN tiến về 0. Rồi, các em trả lời, kể từ số hạng U1001 trở đi thì khoảng cách từ UN đến 0 nhỏ hơn 0,001. Kể từ số hạng U10001 trở đi thì khoảng cách từ UN đến 0 nhỏ hơn 0,0001. Trường hợp UN tiến về 0, khi N tiến về phía dương vô cực thì ta gọi là giới hạn của dãy số UN là 0. Và ta có định nghĩa dãy số có giới hạn 0 như sau. Dãy số UN có giới hạn 0 khi N dần tới dương vô cực. Nếu giá trị tuyệt đối của UN, ở đây các em hiểu giá trị tuyệt đối của UN có nghĩa là khoảng cách từ UN đến 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý. Ở đây các em hiểu số dương bé tùy ý này là cái số dương rất là bé, nó rất gần với số 0. Được chưa? Nó rất là bé và rất gần với số 0. Kể từ một số hạng nào đó trở đi và ta ký hiệu lim của UN bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực. Ở đây lim tức là viết tắt của limit, có nghĩa là giới hạn. Rồi, ở đây các em hình dung như sau. Dãy số UN có giới hạn là 0 khi N dần tới dương vô cực. Nếu khoảng cách từ UN tới 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý. Ở đây các em hiểu cái số dương bé tùy ý này là cái số rất là nhỏ, nó rất gần với số 0. Rồi, thầy giáo ví dụ đó là số 0,0001 chẳng hạn. Đây là số dương bé tùy ý. Cái số dương này nó rất gần với số 0 mà chúng ta lại chỉ được khoảng cách từ UN đến 0 nó lại nhỏ hơn cái số dương bé tùy ý này, thì điều đó chứng tỏ là UN
À, UN cũng rất gần với số 0, tức là đang tiến về 0. Các em hình dung được chưa? Rồi, thầy giáo nhắc lại. Dãy số UN có giới hạn là 0. Khi N dần tới dương vô cực, nếu khoảng cách từ UN tới 0, ta gọi là giá trị tuyệt đối của UN. Nếu giá trị tuyệt đối của UN có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi. Ví dụ, kể từ số hạng U1001 trở đi, thì khoảng cách từ UN đến 0 nhỏ hơn 0,001, thì ta gọi cái số này là số dương bé tùy ý. Tiếp theo, UN tăng dần và tăng đến U10001 thì kể từ số hạng 10001 trở đi, khoảng cách UN đến 0 nhỏ hơn 0,0001, tức là cái khoảng cách từ UN đến 0 này ngày càng nhỏ đi. Lúc đầu là nhỏ hơn 0,001 và bây giờ là nhỏ hơn 0,0001. Nói một cách tổng quát là N càng tiến đến dương vô cực thì UN càng tiến đến 0. Ta nói dãy số UN có giới hạn là 0 khi N dần tới dương vô cực. Nếu khoảng cách từ UN tới 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi. Và ta ký hiệu là lim của UN bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực. Rồi, các em chú ý, ngoài ký hiệu lim của UN bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực, ta cũng sử dụng các ký hiệu sau. Lim của UN bằng 0, tức là các em không cần phải viết là N tiến tới dương vô cực nữa. Các em chỉ cần viết là lim của UN bằng 0 thì chúng ta sẽ hiểu là lim của UN bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực, hay là các em có thể viết là UN tiến tới 0 khi N tiến tới dương vô cực. Rồi, từ phần hoạt động 1 thì chúng ta có nhận xét này. N ngày càng tăng này, tức là N càng tiến tới dương vô cực này, thì UN nó càng thấp xuống này và có xu hướng tiến tới 0 này. Như vậy chúng ta có thể viết là lim của UN bằng 0 hay là lim của một phần N bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực. Ở đây UN nó chính là UN bằng một phần N. Vậy lim của UN bằng 0, tức là lim của một phần N bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực. Lim của một phần N bằng 0 khi N tiến tới dương vô cực thì chúng ta chỉ cần viết là lim của một phần N bằng 0 thôi. Rồi cụ thể hơn thì các em sang phần ví dụ 1. Rồi bài này là bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu về giới hạn của dãy số thì nó hơi trừu tượng một chút. Các em chịu khó các em xem kỹ video thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Cụ thể hơn thì các em sang phần ví dụ 1. Cho dãy số UN với UN bằng âm 1 mũ N phần N. Giả sử H là số dương bé tùy ý cho trước, tức là H là một cái số dương rất là bé, nó rất gần với số 0. A. Tìm số tự nhiên N để giá trị tuyệt đối của UN, tức là các em hiểu là khoảng cách từ UN tới 0 nhỏ hơn cái số dương bé tùy ý cho trước là H. Bây giờ các em tìm số tự nhiên N để giá trị tuyệt đối của UN nhỏ hơn H, tức là để khoảng cách từ UN tới 0 nhỏ hơn H. Rồi trước hết là chúng ta có này, giá trị tuyệt đối của UN bằng giá trị tuyệt đối của âm 1 mũ N phần N và bằng 1 phần N. Rồi, cho dù N là số lẻ hay số chẵn thì giá trị tuyệt đối của cái số này luôn bằng 1 phần N. Có nghĩa là khoảng cách từ UN tới 0 luôn bằng 1 phần N. Do đó, để tìm số tự nhiên N sao cho giá trị tuyệt đối của UN nhỏ hơn H thì ta cho giá trị tuyệt đối của UN nhỏ hơn H tương đương với một phần N nhỏ hơn H.
và ta tìm được là n lớn hơn 1 phần h. Câu B, kem tính lim của âm 1 mũ n phần n. B, theo định nghĩa về dãy số có giới hạn không thì ta có lim của âm 1 mũ n phần n bằng 0. Tại sao lại như vậy? Thì thầy giáo giải thích như sau. Ta có định nghĩa dãy số có giới hạn không như sau. Dãy số UN có giới hạn không khi N dần tới dương vô cực. Nếu khoảng cách UN đến 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý. Rồi. Ở đây ta có N lớn hơn 1 phần H. Mà H nó là một số dương bé tùy ý. Điều này có nghĩa là N có thể tiến về phía dương vô cực. Được chưa? Nếu N mà nhỏ hơn 1 phần H thì N không thể tiến về phía dương vô cực được. Các em hình dung được chưa? Mà ở đây N lớn hơn 1 phần H có nghĩa là N có thể tiến về phía dương vô cực được. Khi N tiến về phía dương vô cực thì ta có khoảng cách từ UN đến 0. Khoảng cách từ UN đến 0 này. Giá trị tuyệt đối của UN có nghĩa là khoảng cách từ UN đến 0. Nó nhỏ hơn cái số H này. Cái số H này là số dương bé tùy ý. Tức là cái số H này nó rất gần với số 0. Nó là một cái số dương rất gần với số 0. Mà khoảng cách từ UN đến 0 lại nhỏ hơn cái số H này. Thì chứng tỏ là cái số UN này nó rất gần với số 0. Tức là UN tiến tới 0. Được chưa? UN tiến tới 0. Như vậy theo định nghĩa về dãy số có giới hạn không thì ta có lim của lim của 1 phần n bằng 0. Được chưa? Cứ n tiến về phía dương vô cực, n tiến về phía dương vô cực mà UN nó lại nhỏ hơn một số dương bé tùy ý cho trước thì điều đó chứng tỏ là lim của UN bằng 0. Các em chỉ cần hiểu đơn giản như vậy thôi. Rồi ở đây em nào vẫn khó hiểu thì thầy giáo chỉ cần giải thích đơn giản như thế này. Cái số H này là một cái số dương bé tùy ý cho trước này. Bé tùy ý cho trước có nghĩa là cái số dương này nó rất gần với số 0. Mà khoảng cách từ UN đến 0 nó lại nhỏ hơn cái số dương này. Nó lại nhỏ hơn cái số dương này. Thì chứng tỏ là UN nó rất gần với số 0. Đúng không? Nó rất gần với số 0. Hay nói cách khác là UN tiến tới 0. Khi N tiến tới dương vô cực mà UN tiến tới 0 thì lim của UN bằng 0. Lim của UN bằng 0. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 1. Chứng minh rằng lim của 0 bằng 0. Số 0 thì nó bằng 0 rồi. Thì chứng tỏ là lim của 0 bằng 0 là điều hiển nhiên. Đúng không? UN bằng 0. Cho dù N tiến tới dương vô cực thì UN luôn bằng 0. Điều đó chứng tỏ là giới hạn của UN là 0. Rồi, để chứng minh thì các em phải trình bày rõ ràng nha. Gọi A là một số dương bé tùy ý cho trước. Tức là cái số A này là một cái số dương nó rất gần với số 0. Ta có UN bằng 0. UN nó chính là số 0 rồi. Với mọi N thuộc tập N sao? N bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng UN luôn bằng 0. Điều đó chứng tỏ là khoảng cách từ UN tới 0 bằng 0. Và số 0 này nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn A. Bởi vì A là một số dương bé tùy ý cho trước. Thì cái số 0 này nó nhỏ hơn A. Giá trị tuyệt đối của UN nhỏ hơn A. Với mọi N thuộc tập N sao? Thì theo định nghĩa về dãy số có giới hạn không? Thì ta có lim của UN bằng 0. Cứ khoảng cách từ UN đến 0 mà nhỏ hơn một số dương bé tùy ý cho trước khi N tiến tới dương vô cực thì lim của UN bằng 0 theo định nghĩa thôi. Lim của UN bằng 0 tức là lim của 0 bằng 0 hay lim của 0 bằng 0.
Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Lim của một phần căn n bằng 0. Các em chứng minh điều này. Trước hết thì chúng ta cũng gọi A là một số dương bé tùy ý cho trước. Có nghĩa là A là một cái số dương rất là bé, nó rất gần với số 0. Ta có UN bằng một phần căn N. Suy ra giá trị tuyệt đối của UN, tức là khoảng cách từ UN đến 0, bằng giá trị tuyệt đối của một phần căn N. Vì đây là số dương cho nên nó bằng một phần căn N. Rồi để chứng minh lim của UN bằng 0, lim của UN mà bằng 0 thì cái khoảng cách từ UN đến 0 phải nhỏ hơn một số dương bé tùy ý cho trước, tức là phải nhỏ hơn A. Cái số A này nó rất gần với số 0. Nó là một số dương rất gần với số 0. Mà các em chỉ được cái khoảng cách từ UN đến 0 nó lại nhỏ hơn cái số A này, thì điều đó chứng tỏ là UN rất gần 0. Hay nói cách khác là lim của UN bằng 0. Được chưa? Rồi. Giá trị tuyệt đối của UN nhỏ hơn A. Nếu điều này xảy ra thì sao? Thì một phần căn N phải nhỏ hơn A. Và chúng ta tìm được là một phần N nhỏ hơn A bình phương tương đương với N lớn hơn một phần A bình phương. Được chưa? Tương đương với N lớn hơn một phần A bình phương. Điều này cho chúng ta biết cái gì? N lớn hơn một phần A bình phương có nghĩa là N có thể tiến đến dương vô cực này, đúng không? Nếu N mà nhỏ hơn một phần A bình phương thì nó bị chặn trên. Nó bị chặn trên thì nó không thể tiến tới dương vô cực được. Nhưng ở đây nó bị chặn dưới. Nó bị chặn dưới, tức là nó có thể tha hồ tiến tới dương vô cực mà không bị chặn, đúng không? Như vậy là N có thể tiến tới dương vô cực. Hay nói cách khác là khi N tiến tới dương vô cực thì thì UN này có xu hướng tiến tới 0. Có xu hướng tiến tới 0. Theo định nghĩa về dãy số có giới hạn là 0 thì ta có lim của UN bằng 0 hay lim của một phần căn N bằng 0. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.